Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh vlog của gia đình nhà Bi. Và bây giờ đang là 12 giờ đêm và không khí ở quanh đây thì rất là vắng vẻ u ám. Và tối hôm nay thì gia đình nhà Bi sẽ cùng nhau đi thực hiện một cái thử thách đó rất là hấp dẫn, kinh dị của phần mạo hiểm. Đó là chúng ta sẽ cùng nhau đi vào một khu đất trống, nhà bỏ hoang, thì chúng ta sẽ sử dụng cái ứng dụng, đó là ứng dụng bắt ma. Chúng ta vào đây chúng ta sẽ tìm xem ở trong đấy có những con ma nào không. Và cái ứng dụng bắt ma nó có thực sự hiệu quả như lời đồn trên mạng không. Và hôm nay thì gia đình nhà Bi sẽ cùng nhau mang theo một số đồ nghề đi hỗ trợ, đó là hai chiếc đèn pin siêu sáng và một chiếc súng AK-47 có đạn thật để chúng ta nếu mà có ma chúng ta sẽ bắt ma ở đây, và một chai nước thần kỳ để chúng ta sẽ bắt con ma này ở đây. Và đi cùng với gia đình nhà Bi hôm nay thì chúng ta sẽ có hai người bạn đồng hành đi hỗ trợ bắt ma, đó là bạn siêu nhân Kit 9 tuổi và bạn robot Sumi 4 tuổi. Và hai bạn này thì rất là dũng cảm và khỏe mạnh, và hai bạn này thì đã có kinh nghiệm đi bắt ma nhiều lần rồi, nhưng nếu mà gặp ma thì chúng ta sẽ không sợ, chúng ta sẽ sử dụng súng bắn ma và chúng ta sẽ nhốt con ma này vào trong cái chai nước thần kỳ. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng theo chân mình, chúng ta đi vào cái khu vực đất trống nhà bỏ hoang để chúng ta sẽ cùng nhau soi ma và đi bắt những con ma này nhé. Và bây giờ thì gia đình nhà Bi đang cùng nhau chúng ta sẽ tiến vào khu vực đất trống nhà bỏ hoang, và hai bên đường hai bên này thì là những cái khu đất trống nhà bỏ hoang, có rất nhiều con lùm cây ở đây và không biết ở hai bên này có những con ma nào không. Và bây giờ thì gia đình nhà Bi đang tiếp tục, chúng ta đang tiến sâu vào trong khu vực đất trống nhà bỏ hoang này, và không khí ở đây nó rất là tối tăm và lạnh lẽo, chỉ có ánh đèn điện ở trên kia thôi, còn lại ở hai bên nó không có người luôn. Vẫn đang xây cái xoay đây trong vòng này đấy, và phía bên phải này là một khu nhà bỏ hoang đang xây ở đây, không có ai luôn đúng không các bạn, hãy nhìn xem không ai luôn. Và ở phía tường hàng rào đây thì có rất nhiều máu của bọn zombie đã chết ở trên đây, bạn nhìn xem cái tường, cái xoay vào tường đi, cái hàng rào ấy đấy, đấy có rất nhiều máu của bọn zombie và chết ở đây đấy các bạn, nhìn xem. Và gia đình nhà mình sẽ quyết định chúng ta sẽ đi vào trong đi. Trong khu vực này, ở trong khu vực này rất là tối tăm và vắng vẻ. Cái soi đèn nó có gì ở trong đây không? Đây, rất là tối tăm, vắng vẻ và không qua cả. Và mình sẽ dừng xe ở đây và mình sẽ đi sâu vào trong khu vực này ở đây. Không, bố với Bi và anh Kit sẽ cùng nhau đi vào, chúng ta sẽ cùng soi đèn này. Đi. Và gia đình Bi quyết định là sẽ dừng xe lại ở đoạn này và chúng ta sẽ đi bộ ở phía bên này, đi bộ sâu vào trong khu vực này. Và phía bên phải ở đây là một cái hàng rào và có rất nhiều máu của bọn zombie nó chết ở đây. Đây, cái xoài đây, đúng không? Rất nhiều. Và gia đình Bi sẽ quyết định là chúng ta sẽ đi sâu vào trong này và soi xem là có những cái bọn ma, bọn zombie ở đây không. Và chúng ta sẽ đi chậm chậm thôi. Con nhìn thấy cái con gì không Bi? Không nhìn thấy con gì à? Cái xoài đi. Bi xoài đi, Bi xoài đi. Có ai không? Đấy, chúng ta dò xem có con ma ở đây không. Có con nào không? Đây đây, soi sát vào cái tường này, phải là máu của bọn ma không? Đúng không? Rất là sợ đúng không? Đi, lần tiếp đi. Và gia đình nhà Bi sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ đi sâu vào trong khu vực này. Và cái này soi vào trong tường, cái gốc cây trong có gì không? Đấy, có bọn máu, bọn zombie kìa, ở tường đấy. Zombie soi vào tường đi. Cành cây.
Ừ, những cây có ma nào không? Có khi bộ ma nó ăn hết cái lá cây, ngọn cây đấy. Thôi đi 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 tiếp đi tiếp. Cái soi vào tường đi. Xem có máu không? Đấy, cái máu của bọn zombie kìa. Chát chít vào tường luôn kìa, đúng không? Và bây giờ thì gia đình em Bi sẽ tiếp tục đi sâu vào trong khu vực này để chúng ta sẽ xem là có những con ma nào ở trong đây không nhé. Nào, đi tiếp đi. Đi. Và gia đình em Bi sẽ tiếp tục đi sâu vào trong cái khu vực này. Chúng ta sẽ tìm xem là có những con ma nào ở trong đây không nhé. Và bây giờ hiện tại thì vẫn được ba thành viên, đó là Vô Tân này, Kít và Sumi. Ta sẽ đi sâu trong khu vực này xem có ma không nhé. Và gia đình nhà Bi đang tiếp tục, chúng ta sẽ đi sâu ở trong khu vực nhà bò hoang ở đây và xem là trong khu vực nhà bò hoang này có con ma nào không. Và các bạn có thể nhìn thấy là đồng hành tiếp tục cùng với, và các bạn thì nhìn xem là chúng ta, và chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với siêu nhân Kit năm nay 9 tuổi và robot zombie năm nay 4 tuổi. Hai bạn này rất là dũng cảm và không sợ ma. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào trong cái khu vực nhà bò hoang này để chúng ta sẽ xem là trong khu vực nhà bò hoang này có còn những con ma nào không. Và Kit xoay hai bên trong nào, có ma không? Xoay bên trong có ma không? Lost.